Cho dù được ưu đãi về chính sách, thế nhưng trên thực tế giá nhà ở xã hội tại nhiều dự án vẫn còn cao hơn giá nhà ở thương mại. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như vị trí của các dự án nhà ở thương mại nằm xa trung tâm, còn dự án nhà ở xã hội lại có vị trí trung tâm hơn. Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên Địa ốc 24 giờ trên địa bàn Hà Nội, hai dự án có vị trí gần nhau nhưng lại có sự chênh lệch giá khá rõ rệt. Thực tế này đang khiến dư luận đặt ra câu hỏi, không hiểu những ưu đãi của nhà nước với dự án nhà ở xã hội đang đi đâu. Dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Kiến Hưng làm chủ đầu tư. Đơn giá chỉ từ 11,3 triệu đồng một mét vuông. Với 450 triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu một căn hộ tại dự án nhà ở xã hội này. Quảng cáo là vậy. Thế nhưng, khi phóng viên làm việc với đại diện phòng kinh doanh của chủ đầu tư để tìm hiểu cụ thể thì được biết mức giá thực tế sẽ cao hơn so với quảng cáo. Giá bây giờ là đang bao nhiêu? Giá là nếu mà xã hội thì nó trung bình khoảng hơn 12, nếu mà căn lẹp thì khoảng hơn 10 triệu, thấy quảng cáo 11 triệu 3. 11 là chưa thuế ạ. Trước thuế là hơn 11 triệu ạ. Nếu mà sau thuế mới là hơn 12 triệu. Thế mà cứ tưởng là 11 triệu 300. 11 triệu 300 là trước thuế, chưa tính thuế ạ. Còn nếu mà thuế vào của nó là hơn 12 triệu. Đấy, cho đến những cái căn góc căn lẹp là 13 triệu. Hơn thế ạ. Quảng cáo mập mờ, chưa đúng với thực tế là một trong những chiêu thức đang được các chủ đầu tư bất động sản áp dụng một cách hữu hiệu. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như cách dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng này khoảng 300 mét, căn hộ chung cư thương mại tại dự án Thanh Hà Senco 5 không được giao dịch với mức giá 11 triệu đồng một mét vuông. Thực tế này đang khiến những người như anh Long lựa chọn căn hộ tại dự án nhà ở thương mại để xuống tiền. Tôi cũng được đi tìm hiểu và cùng xem dự án khu nhà ở xã hội ở Kiến Hưng và khu nhà ở thương mại của đô thị Thanh Hà, thì tôi thấy là nó có một cái nghịch lý là nhà ở xã hội ở Kiến Hưng thì và giá nhà ở thương mại của Thanh Hà, tôi thấy nhà ở thương mại của khu Thanh Hà giá vẫn rẻ hơn nhà ở xã hội của Kiến Hưng. Các cái dự án nhà ở xã hội hiện tại bây giờ ấy, thì về giá thì cũng không thấp hơn so với nhà ở thương mại như khu Thanh Hà tôi tìm hiểu được. Tại vì nhà xã hội cũng được hỗ trợ một số cái chính sách như về thuế rồi về cơ chế nọ cơ chế kia, nhưng mà tôi thấy nó vẫn là cao so với mức thu nhập chúng tôi. Nghịch lý là dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng chỉ xây dựng 6 tầng nổi, trong khi dự án nhà ở thương mại Thanh Hà Senco 5 lại xây 1 tầng hầm và 15 tầng nổi. Theo tính toán của các chuyên gia xây dựng, chi phí để xây một tầng hầm sẽ bằng chi phí xây 3 tầng nổi. Điều này cũng có nghĩa giá bán căn hộ tại dự án có tầng hầm sẽ phải cao hơn giá bán căn hộ tại dự án không có tầng hầm. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Nguyên nhân được cho là do các trợ giúp của nhà nước đối với dự án nhà ở xã hội vẫn chưa thực sự đến tay người mua nhà. Chúng ta thấy rằng cái trợ giúp của nhà nước thông qua các dự án đầu tư đó thì tôi vẫn cho rằng chỉ có một phần là đến tay cái người có thu nhập thấp mua nhà, được tính vào cái giá nhà nó rẻ hơn một chút so với cách tính toán khác. Thế còn so với nhà ở thương mại nó vẫn lớn hơn, là bởi vì một phần là chủ đầu tư đã tính một cách không chính thức vào lợi ích của mình. Dù đây không phải là hiện tượng chênh lệch giá giữa các dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đầu tiên trên thị trường, tuy nhiên thực tế này đang cho thấy những nghi ngờ về công tác điều hành, quản lý trong vấn đề nhà ở xã hội là hoàn toàn có cơ sở.